kia quay cuồng. Em sẽ giữ cho anh phút giây yên bình, thế giới của mình nhỏ thôi, chỉ cần em thấy anh vui. Không sao mà em đây rồi, anh ơi, buồn cứ khóc bao lâu nay anh đã có mạnh mẽ rồi. Chỉ một lần thôi, chỉ một lần này thôi, hãy để em được vỗ về nỗi buồn của anh. Như bao lần anh đã từng bên em, khi em khóc ra là lúc em bên anh khi anh cần. Hãy cứ yêu đuối đi anh, nếu muốn cứ khóc đi anh, rồi ngày mai tất cả mọi thứ sẽ qua. Yeah, cảm ơn Trâm rất nhiều. Kính thưa quý vị, bài hát rất ngọt ngào và nhẹ nhàng vừa rồi chính là món quà mà ca sĩ Thái Tuyết Trâm gửi đến tất cả mọi người, và chào đón quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Vừa rồi chính là phần trình diễn của ca sĩ Thái Tuyết Trâm là Ngọc Nữ cover và được rất nhiều bạn fan hâm mộ yêu mến và thần tượng. Và cảm ơn Trâm rất nhiều đã nhận lời tham gia cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao, bởi vì anh biết là em hạn chế và ít khi nào nhận lời tham gia game show lắm. Tại vì hôm bữa em nghe anh Hoàng mời, với cả lâu có hai anh em không gặp nhau. Đúng rồi, cả... đó lâu lắm luôn rồi đó. Bởi vì tôi biết là Thái Tuyết Trâm bận rất là nhiều với lịch diễn của mình, đặc biệt là những chuyến bay dài, thì không biết là với cái lịch bay như vậy, rồi cái sự di chuyển và thay đổi về khí hậu, thời tiết, rồi cái văn hóa ẩm thực của từng nơi khác nhau nữa, làm sao để Thái Tuyết Trâm có thể cân bằng được chế độ dinh dưỡng của mình? Dạ, thì em ăn uống cũng dễ lắm. Dễ là sao? À, em ăn cái gì cũng được hết. Vậy hả? Nhưng mà có một cái là em ăn chay. Bởi vì hôm bữa lúc mà anh mời chương trình á, là em cũng sợ em, nhưng mà anh nói không sao đâu, có món chay nên là kêu em tham gia đi đấy. Với cả em nghe là chương trình mình nấu rất là nhiều món ngon, cả ngày từ sáng giờ em không ăn gì, để bụng lên đi ăn đó anh à. Trời ơi, nhìn từ sáng tới giờ anh hãy sẵn sàng với những món ăn rất là ngon, nhưng mà không phải Hoàng nấu hay là bất cứ một studio bếp nào nấu, mà là những fan hâm mộ đến đây để có thể nấu ăn cho Thái Tuyết Trâm ăn. Sẵn sàng nha. Dạ. Và bây giờ chúng ta hãy khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao cùng với ca sĩ Thái Tuyết Trâm tại khu vực tủ lạnh. Xin mời. Và bây giờ hãy sẵn sàng cùng với chúng tôi khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao của ca sĩ Thái Tuyết Trâm. Cô ấy vừa mới chia sẻ là cô ấy ăn chay, có phải là ăn chay trường không ạ? Dạ, ăn chay trường. Ủa, động lực nào mà bà ăn được bao lâu rồi? Cũng mới đây thôi à, nhưng mà muốn ăn. Bây giờ hãy sẵn sàng chờ đón xem các fan hâm mộ ngày hôm nay đã vượt qua biết bao nhiêu phòng casting, chọn ra được hai anh xuất sắc nhất ngày hôm nay để gặp gỡ bạn Thái Tuyết Trâm. Dạ. Xin mời quý vị khán giả chào đón hai bạn fan hâm mộ, đó chính là bạn Tấn Tài và Hoàng Sang. Xin mời. Chào hai bạn. Chà, hai thằng trai khôi ngô tấn tú quá. Đây là Thái Tuyết Trâm, là thần tượng mà các bạn đã yêu mến bấy lâu. Mình bắt tay nhẹ cái nhau làm quen nè. Đây. Chào chị á. Chắc chắn hai bạn đã nghe Thái Tuyết Trâm hát nhiều rồi, nhưng mà Trâm thì chưa biết nhiều về thông tin hai bạn. Mình giới thiệu đôi nét nha. Xin mời bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Tấn Tài, em còn có tên gọi khác là guitar. Hiện tại thì em là diễn viên tự do. Dạ. Được biết chị Trâm không chỉ hát hay mà em còn quý cái tính của chị nữa. Em có theo dõi trên cái Facebook á, thấy chị là một người thích cái sự yên bình nè. Chị ăn chay trường, em cũng vậy. Ủa vậy hả? Dạ. Hay vậy ta. Em ăn bao lâu rồi? Dạ, em ăn được 10 năm ạ. Trời ơi, giỏi quá. Rồi còn một cái nữa là hai chị em đồng hương. Đồng hương ở đâu? Dạ, Ninh Thuận. Ồ vậy hả? Dạ. Cảm ơn bạn. Dạ. Vậy thôi mình gọi thân mật với nhau là guitar nha. Dạ. Giống như là nghệ danh của bạn. Chà, một chàng trai diễn viên trẻ nè, diễn trai còn ăn chay trường nữa. Rồi tìm hiểu rất kỹ một số thông tin về Thái Tuyết Trâm. Còn với Hoàng Sang thì sao nào? Em tên là Nguyễn Hoàng Sang, năm nay em 27 tuổi. Em chào chị Trâm và chào anh Hoàng Rapper. Công việc hiện tại của em là em làm bên tour du lịch. Mục tiêu đến đây là vui là chính. Với thứ hai đó là có một cái sự kết nối là em cũng có ăn chay trường được gần 3 năm rồi. Cho hay vậy ta. Giỏi dữ vậy. Thiên lý năng tường ngộ. Ăn chay hôm nay 3 năm 10 năm là giỏi lại, lắm. Chị Trâm cũng là một nghệ sĩ, ca sĩ mà em yêu thích. Tại vì em có xem trên YouTube, nghe những cái bài hát của chị cover rất là hay, nhẹ nhàng. Và hy vọng hai chàng trai cố gắng làm sao ghi thật nhiều điểm trong mắt xanh của Thái Tuyết Trâm bằng tài năng nấu nướng của mình nha. Đầu tiên là chúng ta đã biết được cái gu ẩm thực của Thái Tuyết Trâm, đó chính là ăn chay. Nhưng mà ăn chay như thế nào đây? Chờ đón xem trong chiếc tủ lạnh này sẽ giúp cho chúng ta khai thác những thông tin đó như thế nào. Xin mời cả nhà mở tủ lạnh. Đây. Wow.
Thật đặc biệt khi ngày hôm nay trong tủ lạnh của Khẩu Vị Ngôi Sao lại đầy những cái nguyên liệu và những món ăn thiên về trường phái là chay. Bên trong đây có những món nào mà Thái Tức Trâm cảm thấy thích hay không? Nhiều đó anh à. Nhiều em luôn. Nhìn ngon quá nè. Có món nào mà Trâm không thích không? Có mấy món em không ăn được luôn. Nhớ nha, hai chàng trai nhớ nha. Thường em thích ăn khô ăn nước. Em lại thích ăn nước đó. Ồ, em lại thích ăn nước nha. Giữa cái đồ ăn chay và giữa trái cây thì bạn ăn phần ăn nào nhiều hơn trong ngày? Trái cây nhiều hơn. Trái cây nhiều hơn. Lượng nước uống mỗi ngày khoảng bao nhiêu? Nhiều đó, em uống nước nhiều, chắc phải 3-4 lít nước. Ồ, 3-4 lít nước một ngày. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng ta đóng tủ lạnh lên nào. Và bây giờ thì không biết là đoán xem cô nàng này thích ăn mặn hay ăn ngọt hay ăn lạc đây. Em thích ăn như thế nào? Không quá mặn. Không quá mặn nè. Dạ. Hơi ngọt tí. Hơi ngọt tí nè. Dạ. Cũng không quá lạc chứ. Dạ đúng rồi. Còn cay cay được không? Cay được. À, ăn cay được. Dạ. Như vậy là chúng ta đã biết được cái khẩu vị của Thái Tuyết Trâm rồi. Cố gắng lát nữa nấu là đúng với cái vị của người đẹp muốn. Ráng lựa cái gì ngon ngon nha. Và bây giờ xin mời các bạn sẽ di chuyển về khu vực bếp. Xin mời. Xin mời hai chàng trai hãy sẵn sàng ở khu vực bếp của mình. Đây là gian bếp để chúng ta có thể thể hiện được tài năng nấu nướng của mình để chinh phục tình cảm của Thái Tuyết Trâm. Và nguyên liệu chính sẽ là hai nguyên liệu, chưa biết là nguyên liệu gì thôi. Chờ đó xem là các bạn có giành lấy quyền ưu tiên để lựa chọn một trong hai nguyên liệu này hay không. Trong vòng 60 giây, lập tức chạy về khu vực trưng bày ở đằng sau lưng của Tuyết Trâm. Chúng ta chọn những món nào mà linh cảm của mình, biết được là nguyên liệu hay món ăn này sẽ hợp khẩu vị với Tuyết Trâm. Và chờ đợi xem ai có nhiều nguyên liệu hay món ăn nhiều hơn, người đó sẽ được quyền lựa chọn một trong hai nguyên liệu chính. Sẵn sàng nha. Trâm ơi, em đếm giây ngược đều giùm anh đi. 3, 2, 1. Bắt đầu. Hết giờ. Hết giờ. Yeah. Trâm ơi, em muốn kiểm tra phần bếp của bạn nào trước? Em kiểm tra bên đây trước đi, dạ, bên đây hấp dẫn quá nè. Trâm qua đây nào. Dạ. Chúng ta kiểm tra xem phần bếp của Hoàng Sang như thế nào. Chà, thịnh soạn trời quá, ơi. Nhiều quá. Theo luật của chương trình, mỗi lượt đi các bạn chỉ được lấy một món với một tên gọi thôi. Nên với cái loại rau này không thể tính ba món cùng một lúc được. Như vậy sẽ không công bằng với bạn Kita. Bạn lựa giữ lại một bó rau đi. Em giữ lại rau dền. Rau dền, rồi ok. Cái trái cây cũng vậy nè. Trong 1, 2, 3, 4 loại trái cây này bạn giữ lại loại nào? Em nghĩ là... Giữ đại đi, kiểu gì cũng dính. Giữ đại đi, em sẽ dùng táo xanh đi. Rồi bây giờ chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 món. Trong 7 món này Thái Tuyết Trâm thích mấy món? 6 món. 6 món, vậy món nào mà không thích lắm? Nước mắm chăng? Dạ không, chắc là cái này đi, cái này ít đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 món. Vậy là bạn không thích cái táo bự này lắm? Em ăn lê, thay vì ăn táo thích ăn lê hơn. Trong 1, 2, 3, 4 loại trái cây này bạn giữ lại loại nào? Em nghĩ là... Giữ đại đi, kiểu gì cũng dính. Trời ơi, phải như chọn lê là được rồi. 6 trên 7 món cũng là nhiều rồi, chúc mừng Hoàng Giang. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Bạn guitar nào? Chà, bếp guitar cũng hoành tráng quá ta. Nhiều quá không có chỗ để luôn rồi trời. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trong 6 món này thì Tuyết Trâm thích mấy món? Em thích được hết 6 món luôn đó. Hả? Thôi bằng nhau đi cho nó vui. Ồ, hay quá ta. Như vậy là bạn cũng là ghi được một số điểm khá cao, 6 trên 6 món. Như vậy là tỷ số bây giờ đang cân bằng. Chưa biết được ai có quyền ưu tiên. Chúng ta bước vào hiệp phụ. Hiệp phụ chỉ có 5 giây mà thôi. Trong 5 giây này, lập tức chạy về khu vực trưng bày, lấy ra đúng một món mà các bạn tự tin là Thái Tuyết Trâm sẽ thích nhất. Và đương nhiên, cả hai món này có thể Tuyết Trâm đều rất thích, nhưng bắt buộc Tuyết Trâm phải lựa chọn ra món nào mình thích hơn. 3, 2, 1, xin mời. Cố lên nào, cố lên nào. Yeah, rất nhanh, rất nhanh. Bạn Kita, bạn lựa bánh bò. Còn Hoàng Sang, bạn ấy lựa sô-cô-la đen nha. Rồi, Tuyết Trâm. Thực ra hai món này nó cũng bình bình, nhưng mà em ăn cái này hơn, tại vì cái này ngọt lắm. Em chọn bánh bò. Bánh bò hơn, như vậy là Kita giành chiến thắng. Một hiệp phụ rất là nhanh, gọn lẹ và cực kỳ công tâm. Như vậy là Kita đã có quyền lựa chọn nguyên liệu chính. Và bây giờ sẽ là nguyên liệu chính của ngày hôm nay. Ta-da, đây chính là nguyên liệu chính. Một bên đó là đậu hũ non, một bên đó là rau củ quả tổng hợp, các kiểu đã được sắc bi sẵn sàng. Thì không biết là Kita, bạn lựa chọn hai nguyên liệu nào? Nào, nào, nó lẹ đi. Hũ. Anh tưởng cái này nhiều màu sắc đẹp đẹp, dễ chế biến nữa. Nhưng mà đậu hũ thì mình sẽ dễ làm hơn. Xin mời. Tuyết Trâm sẽ trao phần đậu hũ này cho Bạch Mã Hoàng Tử.
Còn bên đây thì đương nhiên phần rau củ quả tổng hợp đã thuộc về bạn Hoàng Sang. Chúc mừng bạn. Cảm ơn chị. Dạ em. Chính đã có rồi, nhưng nguyên liệu phụ là gì đây để tạo thành một công thức hoàn chỉnh? Xin mời quý vị đến với phần tiếp sức thực phẩm. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với phần tiếp theo, đó chính là tiếp sức thực phẩm. Tại vòng thi đấu này, chúng ta sẽ chờ đón xem sự kết nối giữa thần tượng và các fan hâm mộ sẽ như thế nào đây. Bạn chơi đầu tiên, đó chính là Kita. Hãy cố gắng làm sao bằng những hành động và lời nói của mình gợi ý cho Thái Tú Trâm biết được rằng là cái bộ đề ở sau lưng cô ấy là gì, liên quan đến nguyên liệu nào. Bạn chỉ có 60 giây đầu tiên để gợi ý, 30 giây tiếp theo là Thái Tú Trâm sẽ đi chợ, nhớ lại toàn bộ những số đồ ăn mà mình vừa mới đoán trúng. Dạ. Mình lấy cho chính xác, mang về cho Kita. Chuẩn bị sẵn sàng nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Dạ, đây là một loại trái hay sốt với đậu hũ. Màu đỏ, màu đỏ. Màu đỏ. Cà chua. Đúng rồi. Hay quá. À, cái gì hay mọc sau cơn mưa? Nấm. Đúng rồi, cái gì nấm, cái nấm nó nhỏ xíu vậy nè. Cái loại đó là loại nấm nào á? Nấm rơm, nấm rơm. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, hay quá. Nấm rơm, cà chua. Cái gì ăn cay thì hay ăn cái gì? Đậu hũ hả? No, no. Bây giờ mấy chữ nè. Rồi. Rau, rau. Đúng rồi, đúng rồi. Rau. Rồi, rồi. Hành động này là gì? Đây là một cái tên gọi một cái món rau mà tổng ăn hợp. Gì là còn thiếu một chữ nữa hả? Đúng rồi, đúng rồi. Một cái loại món ăn mà tổng hợp nhiều món á chị. Lẩu gọi là cái gì? Rau. Một từ nữa. Cái tên đó. Cái em thôi, bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua. 3, 2, rồi, 1. Rồi, đây cũng là một cái loại hết 60 giây rồi. Chưa 30 giây đi chợ nào, đi chợ nào. Rồi cái gì nữa ta? 30 giây thôi nên một lượt đi là cố gắng gom hết. Chạy về với guitar. Thế đúng không? Còn cái gì nữa? Hồi nãy còn cái gì nữa ta? Đừng có lấy đại đi chị. Hôm nay nhắc nha. Còn đủ 30 giây chưa anh? Còn. Hết giờ. Ghê không? Anh nói sớm. Còn mà còn có 2 giây thôi, giờ hết giờ phải la làng lên thì ủa, sao đủ giờ? Đủ chưa? Đó là nãy chị nhớ 2 cái thôi, cái kia chị lấy đại đó. Cái rau gì vậy? Rau ăn gì vậy? Ăn lẩu. Hồi nãy chị nói cái lẩu đúng rồi mà. Ủa có hả? Có lẩu. Trời ơi, hồi nãy em kêu cái lẩu, lúc mà hỏi cái gì đó em nói là cái gì mà nhúng vậy này, xong chị hỏi lẩu. Em phải nói lớn lên. Và bây giờ chúng ta kiểm tra lại đề bài. Đề bài đầu tiên, cà chua, có cà chua chưa? Hợp lệ. Tiếp theo, nấm rơm. Mình có nấm rơm chưa? Chứ ủa, ở trên đó đâu có nấm, nấm rơm đâu ta. Tiếp theo là rau ăn lẩu. Ây chà, tiếc quá đi mất. Mình tốn khá nhiều thời gian ở phần này. Nấm bào ngư là không còn thời gian nữa. Còn không à, bắp trái nữa. Bún tươi. Rất nguyên liệu nấu lẩu nữa. Rất nhiều nguyên liệu phụ tại phần thi đấu này. Và trong vòng 60 giây thì bạn Kita không thể vượt qua được trách nhiệm của cuộc tình này, lại thuộc về Thái Tức Trâm. Em sẽ phải cố gắng làm sao vượt qua thử thách hình phạt tiếp theo nếu như muốn đem lại toàn bộ những món nguyên liệu phụ bị thiếu dành cho bạn Kita. Sẵn sàng nhé. Dạ sẵn sàng. Rồi giờ chờ đợi xem Hoàng Sang sẽ thi đấu như thế nào. Xin mời bạn. Hoàng Sang đã có nhiều kinh nghiệm đến từ phần thi đấu của Kita rồi, cố gắng lên nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái gì ăn hàng ngày? Ăn hàng ngày. Cơm. Màu gì? Cơm trắng. Chính xác. Tốt cho bao tử. Tốt cho chữ màu vàng. Là cái gì ta? Nó là một cái loại củ. Nó giống như củ gừng vậy đó. Giống như củ gừng. Nghệ. Khi mà cán ra thành gì? Đúng rồi. Cán ra thành gì? Nghệ. Chính xác. Đó. Cái gì sau cơn mưa mọc lên? Nấm. Nhưng mà thêm 2 từ nữa. Không phải hướng nam, không phải hướng tây. Nấm đông cô. Giỏi. Okay. Găng bùng, cái gì găng bùng thì đẹp bằng cái gì? Sen. Nấu ăn ngủ ngon giấc á. Hạt sen. Chính xác. Giỏi. 5, 4, rồi cái nãy, cái 3, ăn hàng ngày, cái ăn ngày. 2, ăn hàng ngày. 1, à, cơm 30 hả? Giây, 30 giây đi chợ nào. Ôi, nhờ, cái nhờ, gì, quên rồi. Cố gắng lên nha, đừng lấy những món trưng bày nha. Lâm chi, đúng không? Thời gian hết rồi nè. 5, 4, 3, 2, 1, hết chưa? Chúng ta kiểm tra lại đề bài xem nào. Đầu tiên là cơm trắng, có chưa? Trắng, dạ có. Hợp lệ. Đây. Tiếp theo, bột nghệ. Có luôn. Chính xác luôn. Tiếp theo, nấm đông cô. Hay quá. Giỏi quá. Hạt sen. Chà, kỳ này Thái Tú Trâm chơi tốt lắm nè. Cơm giòn thì lúc này mình không còn thời lượng nữa. Như vậy là chúng ta đang bị thiếu một phần nguyên liệu phụ là cơm giòn. Thiếu đi cơm giòn là cái món ăn sẽ không ngon đâu Sang ơi. Nên trách nhiệm vẫn thuộc về Thái Tú Trâm. Chờ đón xem hình phạt là gì. Bạn sẵn sàng chấp nhận chưa ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng, cô gái dũng cảm hãy bước vào phần tiếp theo, chinh phục khẩu vị ngôi sao.
Kính thưa quý vị, và bây giờ hình phạt dành cho ca sĩ Thái Tuyết Trâm đã sẵn sàng cô ấy để chờ đón xem là Tuyết Trâm có vượt qua được hình phạt này để mang lại những nguyên liệu phụ bị thiếu dành cho hai bạn Kita và Hoàng Sang hay không. Em thấy hấp dẫn không cưng? Em thấy hơi mệt đó. Luật chơi rất đơn giản, hãy cố gắng trong vòng 1 phút 30 giây thôi. Dạ. Em hãy sử dụng chân của mình thật là đều đặn để có thể đem lại đồ ăn, đồ uống nó thấp xuống và ngang với tầm miệng của mình. 30 giây. Bạn chỉ cần hoàn thành được 1/2 ly nước và 1/2 cái chùm nho kia là mình vừa qua được thử thách. Ok. Cố gắng nha. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng rồi. Giữ cân bằng cơ thể nè. Hay quá. Đúng rồi, tịnh tâm nè. Trời, thấy chưa? Đó, tác dụng của ăn chay là gì? Để tịnh tâm và giữ cân bằng cho cơ thể. Đúng rồi. Bây giờ tới chùm nho nè em ơi. Một nửa chùm nho thôi, em ăn luôn cái cuốn con càng tốt. Em ráng dơ chân. Ừ, dơ tay, dơ tay, mọi người dơ tay. Ăn bằng thích thật. Tại bạn như em, tại bạn xa bãi cát nè. Rồi chuẩn bị ăn hết nửa chùm nho nè. Trời ghê không? Bởi người đẹp làm cái gì cũng đẹp hết. Ráng lên em ơi. Nhón 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 luôn. Chuẩn bị 5, 4, 3, 2, 1. Hết chưa? Ok, rất cố gắng. Ơi. Các bạn có biết là vì hai bạn mà ngày hôm nay Trâm bị hành vậy không? Nhưng mà em đã rất cố gắng, em đã vượt qua được thử thách này. Chúc mừng Thái Tuyết Trâm. Như vậy, những nguyên liệu phụ đã được mang về cho khổ chủ. Nào, xin mời mọi người về với bếp. Và quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Như vậy thì nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ đã tập trung đầy đủ ở hai khu vực gian bếp của bạn Hoàng Sang và Kita rồi. Thì không biết là Hoàng Sang, linh cảm của bạn, bạn sẽ làm món chay như thế nào? Em sẽ làm nhanh gọn lẹ nhưng mà tiết kiệm thời gian. Cố gắng nha. Dạ, cố gắng. Cơm nha, chắc bụng lắm nha. Còn bên Kita, bạn dự đoán xem mình sẽ làm món gì trong khi bên kia có cơm, mình lại có bún. Ở đây thì có nhiều đồ, em nghĩ là sẽ nấu lẩu. À, hợp lý. Dạ, chúc cho các bạn sẽ thành công. Còn Trâm ơi, bây giờ ra ngoài uống nước nghỉ ngơi, chờ đợi xem bao tử của mình chuẩn bị được phục vụ như thế nào nha. Xin mời. Ngày hôm nay với phần trình bày hai món chay này cùng với những hương thơm ngọt ngào này thì chắc chắn là sẽ gây cho Thái Tuyết Trâm rất nhiều ấn tượng đây. Bên đây là thành phẩm của bạn Hoàng Sang. Bên đây, wow, cũng rất là đẹp mắt. Đó chính là tác phẩm của bạn Kita. Trời, hai bạn nam mà em không nghĩ là nấu ra được như này luôn á. Em chị con gái như khi chị nấu không ra được vậy đâu em à. Rồi xin mời hai bạn chúng ta di chuyển về ghế ngồi nào. Thấy thương quá Trâm ơi. Nấu ăn mà đổ hết mồ hôi kìa. Luôn à, thiệt. Có bạn sáng được đổ máu luôn á. Tại sắc cắt vô tay. Bây giờ thì người đẹp Thái Tuyết Trâm, bạn muốn thưởng thức món ăn nào trước? Em thử cơm chứ đi ha. Cơm đi hen. Rồi, đây là tác phẩm của bạn Hoàng Sang. Ngon quá Sang này. Ơi, món ăn này tên gọi là gì ạ? Dạ, món ăn này tên gọi là cơm chiên ngũ sắc. Một sắc nè, hai sắc nè, ba sắc nè, bốn sắc nè, dưa leo và năm sắc. Để em bới cho anh. Bới cho anh luôn hả? Dạ. Wow. Chà, đẹp mắt nha. Phần ăn hỗn hợp này, cơm chiên được hòa quyện và hòa trộn với nhau rất nhiều nguyên liệu bên trong này. Nào là hạt sen này, rồi nấm này, đậu hà lan này, cà rốt này. Thơm lắm nha. Nào, mình thử thôi. Hay nha. Thơm. Giòn. Giòn. Nhai rột rột nè. Bùi bùi. Đặc biệt phết. Đậu hà lan. Thử một tí nước mắm. Vừa. Rất là mềm nè. Không bị sượng nha. Hạt sen to hơn đậu hà lan, nhưng mà cái độ mềm và dẻo nó vẫn tương đương. Hay vậy ta. Xuất sắc, ngon quá. Nào, trong món ăn này thì bạn muốn dành cho Thái Tuyết Trâm lời chúc như thế nào? Em chúc chị Thái Tuyết Trâm vẫn luôn trẻ đẹp. Là sau khi ăn cái dĩa này là giọng hát của chị là bay bổng hơn nữa, lên tới thiên đường. Trời ơi. Ăn đi. Ngon quá. Ăn vô thấy tâm hồn mình thanh tịnh hẳn luôn á. Rồi bây giờ xin mời người đẹp, chúng ta dùng một tí nước.
để mình trả cái hậu vị lại xuống không? Chà, bây giờ mới để ý cái dĩa bên đây nè. Hồi nãy giờ mình cứ tập trung bên đây, mình đá nhẹ qua bên đây là bạn ấy để khá nhiều loại rau tươi để mình có thể trụng chung, đúng không Kira? Dạ, thực ra thì đây là lẩu chay. Nếu mà mình ăn trên nồi thì mình có thể nhúng rau vô, nhưng mà không có nấu trên nồi được thì giờ gọi là bún thái chay cũng được. Bún thái chay. À, lẩu thái chay. Dạ. Đi ha. Dạ. Như vậy là nó cũng chua chua cay cay đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Con trai mà nói được là em hơi ngạc nhiên luôn. Bạn vừa chia sẻ là cũng chục năm ăn chay rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, bởi vậy tay nghề nấu ăn người ta phải rất thượng thừa như vậy anh rồi. Anh ơi. Nhìn như là nhà hàng luôn á. Có cái gì trong đây có bắp, có nấm. Đẹp quá, không đỡ ăn luôn á. Thì nếm thử nha. Dạ. Để coi. Hải bơ thì rất là quan trọng phần nước lèo. Dạ. Phần nước lèo này nhìn rất là bắt mắt nha. Thơm quá. Trời, xa 16 mét 50 mà thấy mùi thơm rồi đó nha Kira. Để gần vô cái sự nồng nàn của một chút xíu the the nè. Rồi chua cái chua chua nữa. Dạ. Nè. Đúng là cái kiểu lẩu thái luôn á. Giỏi quá. Quá chuẩn luôn. Nấu được tô. Cái vị chua quá chuẩn luôn. Vừa phải đúng không anh? Ồ, được. Mềm, dai, hấp dẫn quá. Cái nấm nó cũng mềm, mềm vừa phải. Cái này mà em nghĩ là lên lẩu mà rau mà nhúng vào nữa. Rất là ngon. Hợp lý luôn. Với món ăn này thì bạn muốn dành tình cảm như thế nào với Thái Thức Trâm? Em chúc cho chị Trâm luôn luôn an lạc, giữ được sự bình yên trong tâm hồn của mình và sẽ thành công hơn trên con đường nghệ thuật. Cảm ơn em. Em ơi, hồi hộp quá em ơi. Ngon quá. Bây giờ hai món này làm sao đây? Cả hai món đều mang lại đầy đủ năng lượng mặc dù chúng ta ăn chay. Bây giờ mình có thể chấm điểm theo cái cảm xúc. Đâu là món ăn khiến cho bạn cảm thấy ấn tượng ngay từ phút giây đầu tiên, hoặc là gợi nhớ đến những kỷ niệm nào đó? Em quyết định là món nhân thắng sẽ là món lẩu. Món lẩu. Cơm cũng rất là ngon, cảm ơn em. Yeah, chúc mừng Kita. Như vậy là món lẩu thái chay đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Và người bên Nhi, không ai khác đó chính là Hoàng Sang. Chúc mừng hai bạn. Lại đây nào. Đây, phần thưởng dành cho người chiến thắng trị giá 5 triệu đồng. Xin mời Thái Thức Trâm sẽ thay mặt cho ban tổ chức trao tặng cho bạn Kita. Dạ, dạ. Cảm ơn em, hôm nay là tới đây. Cảm ơn em, hôm nay tới đây mà nói với chị thật là ngon. Rồi, Hoàng Rapper cũng thay mặt cho chương trình tặng bạn một phần quà. Cảm ơn chị. Và một phần quà nữa dành tặng cho bạn Hoàng Sang. Em không có gì hả anh? Anh đây. Anh sẽ làm một quà rất lớn dành cho Thái Thức Trâm. Dạ thôi, mình chào kết đi mấy anh chị ơi. Cảm ơn Thái Thức Trâm rất nhiều. Cảm ơn hai bạn đã đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng mọi người đã có được những công thức chế biến thức ăn ngon, đặc biệt là trường phái chay. Và chúc cho quý vị sẽ luôn có được nhiều niềm vui bên cạnh những bữa ăn trong gia đình. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.